thật dành cho game thủ BB. Và chúng ta đang đến với trận thi đấu đầu tiên giữa game thủ BB và game thủ Yugi của Ego. Và Hoàng Mai Nhi thì vừa để thua trước Hoài ở trận đấu chung kết rồi, khá đáng tiếc dành cho anh. Và đây là bầy hươu đầu, có 7 con từ Bi, 2 dân lùa bầy hươu. Thế bài thì đã ra thế rồi, vấn đề bây giờ là tìm thêm đồ dành cho BB để có thể lên đời thôi. Vâng, trận này cân á. Trận này cân, đấy là anh em nói cân thôi, chứ thật sự là BB kiểu gì nó cũng sẽ cửa trên rồi. Kiểu gì BB cũng sẽ cửa trên vì Yugi có mấy khi đánh đâu. Vâng, Yugi có giải anh ấy mới đánh thôi, còn bây giờ thì anh ấy cũng đã bằng làm việc khác rồi mà. Giữ vững lại đam mê thôi. Giữ lại đam mê thôi, chứ thật sự thì anh ấy cũng đã nghỉ khá lâu rồi. Có giải thì anh mới vào đánh thôi, nhưng mà mỗi khi mà từ lúc có giải bản quyền giờ cả giải Việt Trung đến giải Bảy Yêu thì Yugi vẫn đang thi đấu rất hay. Thậm chí là vâng, có cả những tình huống thi đấu còn tuyệt vời hơn nữa cơ. Nhất là vào thế đánh cung thì chủ Yugi là một game thủ khá mạnh. Bản chân anh ấy là một trong những tay cung đầu của Việt Nam chúng ta. Tay cung đầu cung xuất phát điểm là cung đầu AC đấy, chứ không phải là những tay đánh random. Vâng, cần thổ tang à, Yugi chạm một không anh em ơi? Mọi người nghĩ không, anh em nghĩ là Yugi chạm một là giỏi á? Khê. Vâng, tôi, các bạn nói thế tôi không đồng ý. Không phải là dễ dàng ăn Yugi ở thể loại cung R đâu. Đồng ý là gian đầm anh ấy yếu vì thao tay kém rồi, nhưng mà cung R thì anh ấy khỏe đấy. Và nhất là cung R AC là sở trường của anh ấy đấy. Và chúng ta đang đến với một bài đấu mà UBB có hiệu 7, có đôi voi, nhưng mà dường như là vẫn chưa đủ bài. Đúng một hiệu 7 một đôi voi à? Một hiệu 7 đôi voi, bài này yếu đấy. Không nên đợi, đánh lô rồi. Đánh lô rồi. Ôi nhà Yugi ngay đây. Nhìn là vỡ rồi đấy. Nhìn là vỡ rồi đấy anh em. Vâng, bạn Dũng Nguyễn Tuấn. Trời ơi, anh em cứ như, vâng, mọi người cứ như kiểu là ăn được Yugi dễ vậy. Không có đâu các bạn ơi. Không có đâu. Không phải tự dưng thì BB còn chắc gì đã tự tin thắng được 2K1. Và Yugi đã thắng 2K1 AC 5-1 đấy. Anh em cứ khinh thường Yugi. Thấy ông ấy già, ông yếu yếu rồi, tưởng ông ấy yếu thật à? Không, anh ấy khỏe đấy. Ông ấy khỏe trong cung đầu, không khỏe, không yếu đâu. Câu được con voi này về. Bài BF đời thì khả năng hơi lỗi. Vì mét rất tốt, con voi này về là cực kỳ quan trọng. Sẽ là bài khả năng sang 11 rồi. Không đập máu anh em ơi, đánh cung R không đập máu. Đánh cung R không đập máu nha anh em. Vâng, bài này thì chắc chắn là game thủ BB sẽ lên muộn hơn Yugi rồi. Trận đấu đầu tiên nhìn là hơi khê dành cho game thủ BB đây.
Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem rằng BB có vượt khó được trong trận đấu đầu tiên này hay không. Bằng bắt đầu cơ cấu đến từ B, Yugi là người lên đời sớm hơn là cái chắc chắn rồi. Và BB là một bài đấu không khỏe, lại còn bị đối thủ công trước nữa. Ui, lên sớm hơn gần phút á, ít nhất là 40 giây. Cung R đến thì mình bắt đầu mới sóc. Cung R Yugi đến thì game thủ BB bắt đầu mới sóc quần. Cảm giác là hơi căng trong trận đấu đầu tiên rồi. Và trận này là trận đấu đầu tiên là thế rất khó dành cho Yugi BB đấy. Cung R đến rồi mà. Nó cung R đến. Cung R Yugi và Yugi đánh mấy à? Đây là 4 nhà BA đến từ Yugi đang muốn sổ vào rộng nhưng chưa được. Tạm thời thì BB chưa mất gì. Tạm thời thì game thủ BB là chưa mất gì. Lên sớm hơn nhưng gần như đã mất đi cái lợi thế lên sớm đó. Và điều R nhặt rất tốt đến từ vị trí B nhưng vẫn chưa ai mất con cung đờ nào. Và tơn thứ hai của Yugi đến. Tơn thứ hai đến. 1-0. Bây giờ 8 đối đầu với 7. 8 đối đầu với 7. AC đỏ ăn tất là chưa. Vâng, bây giờ là chết hai con. Chết hai con dành cho vị trí của game thủ BB và một con dành Yugi. Cân bằng rồi, hai đều. Nhưng mà Yugi đang là lên sớm hơn, anh ta dồn quân trước. Dồn quân trước về điều đó thì vẫn đang là cân phớ. Vẫn đang là cân phớ, nhưng thế thì BB đang vẫn đang là người thiệt thòi hơn. Vì lên sau đối thủ mất khoảng tầm 3-40 giây là đối thủ có quân trước khi mình nở rồi. Có quân trước khi game thủ vâng BB nở. Và bây giờ thì Yugi liên tục bồi quân lên. Gió thắng làm sao được, gió thua tịt luôn với tiểu thủy ngư một năm rồi kìa. Có được một cái chạm mà còn may rồi đấy. Khê, cảm giác lệch trình nhiều quá khi gió với game thủ tiểu thủy ngư đánh với nhau. Bây giờ thì họ cứ 7E, vâng Yugi 7E và điều R. Lên sớm hơn gần một tơn rồi đấy. Bồi quân lên liên tục đến từ Yugi. Thế này là một thế mà gần như là game thủ B sẽ không có thời gian để làm bất cứ một điều gì. Chỉ ăn với ngồi đỡ nhà thôi. Có đỡ được hay không thì chúng ta phải cùng chờ đợi. Thao tác thì vẫn đang tốt nhưng Yugi không phải là một tay mờ. Không hề phải là một tay mờ. Hết sạch quân đến từ BB rồi. Tiếp tục một tấn nữa của Yugi đang bồi lên. Anh ta lại rút à? Lại chuột rút đến từ Yugi ư? Đang thế đấu quân. Vâng, chặt gỗ 2 đến từ B. Thế này là một cái thế rất khó dành cho B. Vâng, bây giờ thì Yugi đang không rồi, vâng, gọi là không ốp vào nhà BA nữa. Anh ta đang câu kéo để bồi thêm một tên quân nữa lên. Vâng, liệu rằng BB có đỡ nổi hay không? Tôi nghĩ là khó đỡ lắm, không đỡ nổi. Không biết là Yugi có chặt gỗ 2 chưa? Đứng ở đây và bắt đầu tăng nhà BA thứ 5. Vâng, đây rồi, quân Yugi đang đến. Và chỗ này là có cái con đồi rất cao. Một con đồi khá cao trước cửa nhà BA. Và điều R. Điều R chắc là Yugi cũng đã tăng Nga rồi. Dí sát vào bắn. BB toàn quân đỏ máu đoạn này thôi. Toàn quân đỏ máu thôi. Vâng, tuần này thì khả năng vẫn sẽ cố đỡ đến từ BB được. Vẫn đang cố chài rất khéo đến từ BB. Nhưng mà thêm tuần này nữa thì vỡ rồi. Tuần này nữa lên là vỡ rồi. Một tuần này nữa lên là vỡ. Vâng, BB thắng trận này chắc chắc rồi. BB thắng trận này toàn bộ số tiền mà tôi có, tôi bình luận được giải tôi cho BB hết. Vâng, trận này mà đòi thắng. Trận này mà BB thắng thì toàn bộ số tiền tôi hứa với anh em là tôi sẽ tặng hết BB. Hứa. Vâng, Yugi thì vẫn đang có lợi thế nhưng BB đang có một trận đấu thủ nhà là khá dẻo. BB vẫn đang là thủ nhà khá dẻo tình huống này, còn Yugi vẫn chưa ốp được lên. Năm nhà BA vẫn đang sóc rất đều. Dường như BB đang muốn đi một tân quân nhưng bị bắt hết rồi à? Tân kia bị bắt hết rồi. Bị bắt hết rồi. BB vẫn đang cố gắng đỡ nhà trong tình huống này.
Yugi thì vẫn chưa dí sâu lắm, nhưng mà cứ Quân đi ra khỏi nhà, Bibi muốn ý đồ đi một tuần đi ảo thì lại bị bắt hết. Cứ tuần nào đi ảo thì lại bị bắt hết. Thắng thật á, thắng vào đâu đấy, thắng đi. Thắng mày. Vâng, thắng vào đâu. Yugi không đủ tay để có thể dồn nhanh được thôi. Nhưng bây giờ các bạn nhìn làm gì còn Quân đến từ Bi nữa. Lấy đâu ra Quân, lấy đâu ra Quân mà đỡ. Bộ bài này Bi nó giữ đến thời điểm này cũng là quá hay rồi. Lọt vào, vác dần đập. Quân của Yugi có lên nữa hay không? Tham Bibi chỉ là 4-3 nhưng vẫn là sóc 5-3 là rất đều. Vâng, theo như Vơ đang bình luận là nói là Bibi, Yugi đã có A thứ 7 rồi. Bên này là A thứ mấy? A thứ 6. Chắc chuẩn bị sắp hết rừng rồi. Chuẩn bị sắp hết rừng và cung đời toàn đỏ máu. Cung đời toàn đỏ máu. Vâng, tham hai 50 đến từ vị trí của game thủ Yugi. À xin lỗi, của Bibi. Và Bibi vẫn đang đỡ được nữa kìa. Chết tôi. Vâng, Yugi vẫn đỡ được tên này. Vì đỡ tên này khéo thế nhở. Vâng, đỡ khéo thật đấy. Cô đỡ và trận này Bi đỡ dẻo thật sự. Bi đỡ quả này hay quá. Nhưng mà có lẽ là hay thôi vẫn chưa đủ. Hay thôi vẫn chưa đủ. Hay thôi là không đủ. Yugi đang dồn Quân nên là hơi chậm đấy. Tam Lai 57 đến từ vị trí Bibi. Bibi vẫn đang thủ được trong tình huống này các bạn ạ. Và lượng Quân vẫn đang cân phớ với Yugi luôn. Cân phớ với Yugi luôn. Và bây giờ Yugi có ốp được nữa hay không? Đây rồi, đông quá rồi. Và Bi trận này thủ vậy là quá dẻo rồi đấy. Vâng, thật sự là trận này Bi thủ như vậy là quá dẻo rồi. Thôi, thế là quá đủ rồi. 1-0 dành cho Yugi. Vâng, thế trận là thua rồi. Ngay những phút đầu đỡ vậy là dẻo hết cỡ rồi. Đỡ vậy là dẻo hết cỡ rồi đấy. 1-0 dành cho Yugi. Một bài đấu với thủ Bi đỡ nhà phải nói thật sự là cực kỳ dẻo. Nhưng map là map khe và Yugi tăng đến 10 nhà BA rồi. Tăng đến 10 nhà BA rồi. Và 1-0 dành Yugi chậm vừa rồi là bài Bibi xấu và ăn tranh với quả đấy. Mà quả đấy thì Yugi ăn gần hết rồi thì Bibi mới đến. Bài này quá gần nhau nên cái việc mà Yugi công sớm khó đỡ quá. Yes. 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 Và chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai. BB trận này ở trên góc 11-12 giờ. Gỗ đầu gần nên đất xanh mượt. Vâng, có quả đầu. Quả đầu 7. Thế bài khung. Có voi. Vâng, trận đấu thứ hai thì mở mắt ra mọi thứ đều đang rất đẹp dành cho Bi.
cánh rừng rất đẹp. Thế bài này là một thế bài cũng là khá ổn dành cho Bi đây này. Giờ tí lên góc 12 giờ tìm đến bãi quả phụ, trên đấy có những cánh rừng nữa thì thành khung nhà luôn. Nhà Bi, những cây gỗ 75 quanh nhà, có voi ngay gần nhà luôn. Đấy, vào bây giờ anh em đấy đang quay BB đây, đang quay BB với Yugi đây mà vẫn vào hỏi là xem BB ở đâu. Tuân ơi, tôi chưa hiểu bạn này là bạn có xem đế chế không, hay bạn vào bạn hỏi cho vui. Ui giời ơi, cứ vào hỏi thôi. Ui, bài mắc tê à rồi. Hiểu 4, đôi vòi, thế bài bất tử dành cho BB. Thiếu mỗi bãi quả phụ nữa là đẹp. Bài của Game Tour BB thì thế bài đang là rất mắc. Đồ ăn là cũng đang là rất ổn. Bảy yêu 4 chết đẹp, đôi voi, bãi quả đầu 7, rừng đẹp, rừng ốp hai bên. Bài cơ cấu siêu mắc. BS dành cho Bi. Câu voi về. Ok, chết đang rất mướt. Thiếu tí đồ nữa thôi, thiếu bãi quả phụ. Bài cảm giác giống trận trước thế. Trận trước thì hiêu 7 có voi đôi voi, xong đi đập lô. Còn trận này thì hiêu 4 đôi voi cũng đi đập lô này. Cả hai trận nếu mở mắt ra thì cả thế và cả đồ đều rất ok, xong cuối cùng là vẫn đang thiếu. Vẫn đang thiếu. Ô, lại thiếu đồ này, quật lô luôn ạ. Quả phụ có chắc ở đây rồi, quả phụ đây. Rồi, cái gì cần cũng đã có rồi. Cái gì cần thì cũng đã có. Rồi chỗ này sẽ là đóng A thụt hay là A dâng. A thụt hay là A cao. Nếu đóng A cao thì sẽ đóng ở tận chỗ bãi quả phụ này. Còn nếu đánh A thụt thì sẽ thụt về cái hàng E trước cửa nhà A của mình để có thể kê toàn nhà ở nhà phát triển. Cái BS là siêu đẹp. Cánh rừng bất tử. Ô, còn đôi vòi nữa này, khỏe thế nhở. Ra thêm ép nữa à. Dường như là muốn đóng thêm ép nữa để thì ăn đôi vòi này không câu về nữa rồi. 4 vòi, 4 hiêu và 1 quả phụ. 4 vòi, 4 hiêu và 1 quả phụ dành cho Game Thủ BB. Bài rất mắc bêu. Hoàng Mai Nhi đánh chưa? Hoàng Mai Nhi thua Hòa Hải 4-5 anh ơi. Chung kết thì Hoàng Mai Nhi để thua Hòa Hải với tỷ số là 4-5. BB đang răng rộng mặt này ra và đóng nhà BA đúng như tôi dự kiến là đóng ở vâng A cao. Răng kín mặt này đã, đóng A cao và sau đó là vâng hướng về mặt 6 giờ và 9 giờ nhiều hơn. Bỏ mặc đoạn 3 giờ thế bài này mà đối thủ của 3 giờ thì việc mà BB đỡ nhà nó hơi lòng vòng một chút. Câu voi về lực là khá khỏe. Rất
ok. Bo e mặt này và nhằm BA đóng thụt về trong góc này luôn. Thụt về trong góc. Cầu thêm con voi này về thì lực là rất khỏe dành cho Bi. Lượng ruộng ra chưa nhiều thôi. Muốn cơ cầu đánh 5 ma. Nhà BA đến từ BB, bài lực rất khỏe. CBA thụt lại như này mà đi quân như thế nào đến từ BB đây? Đây là BB, Yugi dâng A rồi. Yugi đi dâng A rồi. Bốn mươi bắt đầu cơ cấu lại nhà. Bi Yugi ở vị trí 3 giờ và anh ta là người đi dâng A. Lùi hết lại bên trong bắt đường đi quần của Yugi. Và bài này Yugi khê. Không dâng được. Không công vào được rồi. Tham lai 48 và Yugi đi dâng A nhưng lại không công được, và đây là nhà BA của Yugi. Thế trận và Yugi là muốn đốt A của game thủ BB. Chứ công vào trong đây thì tôi nghĩ là hơi khó để công vào nhà BB đấy. Ra cứu nhà BA trận đấu này. Và BB cũng ra ngay. BB cũng ra luôn. Vâng, nhưng mà tơn đấu này thì BB lại là người khá thiệt nha. Vâng, có một tình huống chủ quan và Yugi đang là người lấy lại lợi thế. Không biết là Yugi có đủ lực hay không. BB liên tục tăng A. Tăng một lúc 3 cái nhà BA luôn để bù lại cái lượng quân đã mất. Bù lại cái lượng quân đã mất trong tình huống này. Nhưng mà Yugi đang chết nhiều dân quá. Không biết là anh ấy còn lực hay không. Cũng khó công đấy. Tôi nghĩ là bài BB nó tăng cùng một lúc nhiều A này. Yugi chết nhiều dân rồi và cũng mất đi rất nhiều lực rồi. Đi dâng A không công nổi, sắp hết lực rồi. Sắp hết lực, nhưng tầm này không sắp được đều quân đến từ Yugi, gõ một đến từ Yugi rồi. Và tỷ số là 1-1. Okay.
Vâng, và chúng ta đang đến với trận thi đấu thứ 3 giữa Yugi và Kim Thủ BB. Một đều. Một bài đấu BB trận này thì khép góc ở trong góc 3 giờ rồi. Trong góc 3 giờ và Yugi sẽ ở đâu? 6 giờ, 9 giờ hay 12 giờ? Donna E. Zokanta. Zokanta. Thomas. Malamas. Zokanamas. Thomas. Zokanta. Rogan. Zokanta. Zokan Donna E. Malamas. Zokanta. Oklama. Zokanta. Malamas. Thomas. Thomas. Một bãi quả đầu, một bầy hươu đầu dành cho Bi. Hươu đầu mấy đây? Nhìn thấy 4 con thôi. 4 con hươu trong bầy hươu đầu. Gỗ đầu trận đấu này không quá đẹp. Và thế bài thì rừng nó không phải là tựa tường mà rừng nó ở trước mặt. Có quả phụ dành cho Bi. Bài bắt đầu hình ra thế, ra hình ra thế rồi đấy. Có cánh rừng đoạn này là ra hình ra thế rồi. Ồ, có voi luôn, bài đã đủ rồi. Đôi voi, hươu bốn, đôi voi và quả phụ. Bài bắt đầu ra hình, ui dồi ôi, lo là mắc của mắc. Mắc của mắc dành cho Bi. Hươu bốn, bốn voi và quả phụ dành cho Bi. Trong trận đấu này hơi khó dành Yugi rồi. Câu con voi thứ 4 về nữa. Mỗi thứ đang lỗi một tí nữa kìa. Sao tự nhiên lại gom dân đi kiểu gì mà nó lại thành mỗi chỗ nó chạy một lúc vậy. Nhưng tình huống bắt đầu lấy lại lỗi rồi, lại mít e rồi đấy. Trận này là chắc chắn là không chuẩn rồi. Không chuẩn rồi. Chết một dân đi cho nó đỡ khỏe đi một tí cũng được chứ sao, có sao đâu. Có sao đâu.
Ok, bài vẫn là quá mắc. Điểm số Yugi đang cao thì có lẽ là điểm số mà Yugi đang đi dò rộng rồi. Thời này chắc đi dò rộng hoặc cũng có thể đi dâng A. Cũng có thể đi dâng A đến từ vị trí của Yugi nhé. Kích đời, ôi thật muộn thế, nhảy dây thật, đùa. Lại bắt đầu loằng ngoằng rồi đấy, lại bắt đầu loằng ngoằng rồi đấy. 8 phút 47, 10 47 đến đời xong bài này kích 11, 10, 11, 10 giây hoặc 11, 15 giây gì đấy với 27 dân cộng 1. Yugi mà đi dâng A bài này mà lên kích ở 10 rưỡi lại dâng thẳng mặt là vẫn vỡ đấy. Câu 3 voi à? Tờ đấy tôi lại không để ý, rất xin lỗi anh em, tôi vừa ra ngoài lấy cốc nước. Nói nhiều nó khô hết cả họng mà. Vâng, đúng là không quên biểu diễn. Cái chất nghệ sĩ trong người lúc nào cũng có. Không quên biểu diễn để phục vụ anh khán giả. Và đây rồi, cái giá phải trả thôi. Cái giá phải trả ở đó. BBBM được thiết kế. Cái đời bài này 11 10 giây hay là 11 phút 15 giây. BM và BA. Yugi lên sớm một tí. Yugi lên sớm hơn một tí. 28 trừ 1 xong lại cộng 1 còn gì nữa. Thì 28 trừ 1 xong cộng 1 thì nó vẫn là 28 chứ. 11 phút 14 giây. 27 dân, à xin lỗi, là 28 dân trừ 1 xong lại cộng 1. Nhà BS nữa. Ra ruộng. Lực là khá khỏe khi bãi quả phụ kia mới ăn. Còn nguyên 3 cây chưa mất đồng thực nào. Tức là còn ít nhất 450 thực trong 3 cây quả đấy nữa. Cộng với mấy cây quả đang ăn chắc phải còn 600 thực trong cái khu vực đấy. Riêng cái bãi quả phụ đấy còn một mớ và 6 cái ruộng được thiết kế rất nhanh. Cái ruộng thứ 7 thì khả năng chuẩn bị là cắt dân ở bãi quả này về để lại 1 đến 2 con dân ăn bãi quả ấy thôi. Còn lại về tập trung để ra, vâng, gọi là gì? Ra ôm gỗ và ra ruộng cho nó bền lực. Ba mươi hai lượng ruộng đã ra được chục chiếc, kết hợp vẫn còn 1-2 dân ăn hoang, 4A và chặt cũng 2 sớm đến từ bi rồi. Yugi người đi công trước và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Yugi có công được bi hay không. Công nhưng công vẫn đang tương đối yếu ớt. Với thế này thì một lúc nữa thôi, ruộng nó đã ổn định thì tí nó bi nó tăng phải tầm 3 cái nhà BA cùng một lúc mất. Thế này rất có thể tí nó bi nó mà tăng thì nó sẽ tăng 3 nhà BA cùng một lúc. Yugi ở đâu? 12 giờ thì không phải rồi. Chỉ có thể là 6 giờ hoặc là 9 giờ thôi. Ra ruộng rất chân lực đến từ bi. Đây rồi, nhà Yugi út. Yugi bo nửa bản đồ luôn này. Và 4 nhà BA sóc đều. Yugi đang đúng quần bắt. Và bắt đầu tăng nhà BA thứ 5 dành cho Bi. Lượng quân BB thời này đang hơi ít. Đây là Yugi. Yugi đánh BA mà đông quân này nhỉ. Một đều về điều R. Xin lỗi, là 2-1 dành cho Bi chứ.
Điều đó ở đây cảm giác Yugi đang đông hơn khá nhiều đấy. Tôi cảm giác Yugi đang đông quân hơn khá nhiều so với BB thì lên chặt White sớm. Cấu thêm một con nữa. Không cấu được, Yugi đang chạy rất nhanh. Yugi cũng đang chạy rất nhanh. 5 nhà BA sóc đều, tăng nhà BA thứ 6. Và một lúc nữa thôi chắc là 6 nhà BA rồi đập BC thôi. Yugi cũng không đứng dốc. Đây rồi, Yugi úp luôn. Yugi úp luôn. Và BB cũng tự tin với khả năng đỡ nhà của mình. BB cũng muốn úp hút vào nhà Yugi luôn tân này, nhưng có hút được hay không? Yugi 5A. Tân này BB chưa chắc đã công được, nở thêm một tân nữa BB bằng Yugi dần dứ là sẽ đỡ được. Và tân ở nhà này liệu rằng BB có đỡ được hay không mới điều quan trọng. Tân ở nhà này liệu rằng game thủ BB đỡ không đỡ được. Nở một tân nữa đỡ được. Thậm chí là phải bắt quân tân này của game thủ Yugi luôn. Vâng. Nở thêm một tân nữa đến từ Yugi. Và cả BB cũng bắt đầu nở. Nhưng mà tân này thì Yugi cảm giác đang là người thiệt hơn. Yugi dường như đang là người thiệt hơn. Lực của BB đang là quá khỏe về thực. Gỗ thì đang hơi vón một tí, nhưng mà thực thì đang là quá trầu. Tấn công này vẫn đang sống. Vẫn đang sống. Lực thực gỗ đang là quá khỏe. Ôm dân ăn ruộng ra để ra làm gỗ. Vì lực thực của tù vi tầm này đang là khỏe quá rồi. Tình huống BB có những con dân ra đảo thì đỡ trong tình huống đấy là tốt. Và tham lai của BB đang là con số 64. Bài Yugi cũng quá đẹp. Bài Yugi tại khu vực này quá đẹp. BB không để ý mà chết luôn 2 cung R. Mặc dù có dốc, giờ này BB không công được rồi. Dốc cao quá. Cái dốc là quá cao. Tăng nhà BA thứ 7. Đây là thứ 8 rồi, thứ 7. Cái dốc này là quá cao. BB muốn nhoi nhoi lên dốc này hơi khê đấy. Dốc cao quá. Bồi thêm một tơn nữa thì leo được. Leo được không? Đang cố leo, thiệt hại cũng khá lớn. Nhưng mà Yugi hết quân rồi. Yugi hết quân rồi và 7 nhà BA sắp đều. Dàn quân tốt đến từ BB. Và tỷ số là 2-1 dành cho BB thôi. Tầm này thì game thủ Yugi đã hết quân rồi. Vâng, Yugi tăng một lúc cũng mấy nhà BA cùng một lúc. Nhưng mà nghe chừng là thế này là thế mà Yugi sẽ không đi ra khỏi nhà nữa. Yugi sẽ không thể đi ra khỏi nhà được nữa. Thì BB đang liên tục dồn quân lên với 7 nhà BA của mình. Sóc quân rất đều đấy từ BB, sóc quân là cực đẹp. Không nở được quân, không tụ được quân vào dành cho Yugi. Cố thủ dành cho Yugi thôi, nhưng mà thật sự là khó, tơn này nữa lên là khả năng gãy. Cứ nở ra được 7-8 con thì lại chết đâu đó là 3-4 con. Còn không có quần đây nữa. Còn không có quần đây nữa dành cho game thủ Yugi. À xin lỗi, đúng rồi, Yugi. Dồn thêm tân này chắc là vỡ luôn. Một tân nữa chắc vỡ. Và ngồi vào nhà BA và bật nêu chờ. Yugi sắp quân bắt đầu không đều rồi. Bắt đầu không đều. Thế này thế thua rồi. Tham Yugi lên con số lít rồi. Một lít. Bài bi nó mắc bình quá. Mặc dù có những tình huống biểu diễn nhưng nói chung thế này khó, mặc dù Yugi bại không xấu. Nhưng mà trận này cái tên mà BB nó luồn hay quá. Và Yugi quyết định đổi nhà mà không đổi được. Và BB nó húc ngược lại là nó còn lợi thế hơn nữa. 1-2-1 dành cho BB. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 4. Yes. Zokanta, 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 Zokanta. Holmes.
Glory, Zokanta, Omis, Zokanta, 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 Oklahoma, Zokanta, Rogan, Zokanta, Alamaz, Omis, Omis. Zokanta, Yuri, Oklahoma, Oklahoma, Yuri, Alamaz. Alamaz. Và chúng ta đang quay trở lại với trận thi đấu thứ 4 giữa BB và Yugi. Một bài đấu mà BB trận này thì không có hiêu lùa về rồi. Quả đầu quả 6, hiêu đầu hiêu 6, thế rừng thì là đẹp. Có voi, con voi này phải câu về rồi. Phải câu về rồi. Bài chưa thấy đủ đồ đâu, thiếu bãi quả phụ, cũng có quả phụ chứ nhỉ. Khả năng cắm dân đi rồi, khả năng là chưa thấy quả phụ dành cho Bi rồi. Vâng, đánh AC này, bạn hỏi là đánh tín điểm hay lại trực tiếp, thì xin trả lời bạn, đánh theo thể thức Thụy Sĩ này thì chúng ta ở nội dung AC sẽ có 16 game thủ và sẽ vâng chia lành thành là mỗi game thủ sẽ đánh 5 vòng. Vâng, 3 trận game thủ nào thắng 3 thì sẽ lọt vào vòng tứ kết. Thắng 3 sẽ lọt vào tứ kết, thêm một bầy hươu nữa dành cho Bi. Còn thua 3 thì sẽ out luôn nha quý vị. Theo thể thức này thì chúng ta giảm thiểu cái sự may rủi đi. Tức là những game thủ nào mà có lỡ may thua thì vẫn có cơ hội để làm lại. Còn những game thủ nào mà thua trắng thì là do yếu hơn rồi thì phải chấp nhận. Bài này chắc chắn nó sẽ không lên sớm rồi. Hai bầy hươu và một con voi và quả đầu 6. Map này khê nhỉ? Nhìn có khê không? Có khê không anh em? Thấy đôi voi thì ngon rồi đấy. Có quả phụ đây, ngon rồi. Ngon rồi. Từ một bài đấu nhìn xấu xấu nhưng bây giờ lại thành đẹp dành cho Bi. Lại thành ổn dành cho Bi rồi. Thành công một đôi voi này về thì mắc binh. Không được rồi, con voi kia nó dừng lại, nó không chạy, không đuổi theo nữa. Hai mươi tám mét tử bì đánh rất nhiều dân. Hai mươi tám và răng rộng bài mình ra. Nhà game thủ Yugi sẽ ở đâu? 9 giờ hay 12 giờ sẽ là địa chỉ của nhà game thủ Yugi. Ô, Yugi còn chưa nhảy đời. Yugi còn chưa nhảy đời trong map này. Oklahoma.
Nhà Yugi sẽ ở 9 giờ hay là 12 giờ? Tôi đang nghiêng về vị trí 9 giờ, 10 giờ nhiều hơn. Chứ 12 giờ thì gần quá. Bài này mà Yugi ở 12 giờ anh ta công đúng rồi, điểm yếu kia thì hơi căng đấy. Hơi căng. Lên đời là bằng phân nhau. BB đóng A ở giữa map để có thể kê được toàn bộ nhà cửa của mình. Điểm yếu của BB là điểm 3, 12 giờ công xuống. Còn điểm mà từ 9 giờ công vào thì nhà BA đứng đây đón rồi. Xây phải xây A ở giữa để có thể canh cho cả hai bên. Không biết nhà đối thủ ở đâu để có thể hướng mặt A đến đấy. Cơ cấu như này đã tạm ổn rồi và rất rộng đến từ BB. Rất rộng đến từ BB. Vâng, bài này 4A sóc đều à. Bo E ở đây 2E là kín. Tạm thời là những mặt này đã được bo kín rồi, tránh tình trạng đối thủ lọt ngay vào những tân đầu. Là mình chạy đi là mình yếu lực rồi. Ấy, chặt gỗ 2 luôn tân đầu dành cho BB. Chặt gỗ 2 luôn. Cực kỳ cháy. Vâng, không như vậy là Yugi ở ngay sát nhà game thủ BB. Bắt đầu là liên tục ốp quân lên. Dường như là mặt này là mặt yếu của BB của Yugi thì phải, anh ấy đang muốn cơ cấu. Thế vậy là Yugi đóng A mặt khác rồi. Yugi đóng A mặt khác và bây giờ thì BB đang công thẳng vào mặt điểm yếu nhất của game thủ Yugi. Liên tục dồn quân lên dành cho Bi. Và thế này là một thế tôi cảm thấy rằng lại bất lợi dành Yugi rồi. Sẽ là bất lợi dành Yugi trong bộ bài này. Một con cung đờ đi thám tính và Bi bắt đầu tăng nhà BA thứ 5 của mình. Cứ đứng ở đây điều thôi, có một gờ dốc rất nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng nó sẽ làm cho những cái đam của cung đờ tốt hơn. Tham ai 51/64 đến từ vị trí của game thủ BB. Và Yugi đang muốn vật lên, Yugi đang muốn nhoi lên. Nhưng mà không được khi mà BB vừa nở thêm một tân mới, lại đẩy Yugi xuống. Hơi khó Yugi rồi, cảm giác khó quá. Cảm giác khó, không ngoi lên được luôn. Họ đi công liên tục, còn Yugi thì đứng trong thế đỡ. Và thế đỡ thì cứ ngoi ra khỏi nhà thì lại có dốc. Ngoi ra khỏi nhà là có dốc. Gần như là Yugi sẽ không thể đi con quân nào đi móc được nữa. Không thể đi con quân nào nữa. Và thế trận này thì 3-1 chắc rồi. 3-1 thuộc về BB là chắc rồi. Hơi khê, BB đang có phong độ cực kỳ cao. Quá nhiều tay để làm nhiều việc. Quá nhiều tay và làm nhiều việc. Và sóc đều nhà quân dồn lên là chết. Yugi cũng chả có gì bên trong nhà cả. Thật sự là rất nhiều tay. Khê 3-1 dành cho game thủ à. Vâng, BB. Yugi đang gặp rất nhiều khó khăn với một BB đang cực kỳ phong độ. Gõ 1 đến từ Yugi và 3-1 dành cho BB.
Start the game already. Yes. Và chúng ta sẽ đến với trận đi đấu thứ 5. Và nếu như Yugi thua thêm trận này nữa thì vỡ. Yugi mà thua thêm trận này nữa thì đúng là thôi hết cảnh. Cái trận đầu tiên, Yugi thắng trận đầu tiên cũng là trận cuối cùng thì đúng là nghiệt. Nhưng mà phải nói là BB đang quá khỏe. BB đang quá khỏe. Và chúng ta đang đến với trận thi đấu thứ 5 và một bãi hiệu 7 dành cho BB. Kết quả của Tiểu Thủy Ngư thắng game thủ gió của Thiên Khôi với tỷ số là 5-1 nhá anh em. Và nhìn cái cách của BB và Yugi như này, tôi đang hình dung ra cái kết quả 5-1 rồi đấy. Tôi cũng bắt đầu hình dung ra một cái kết quả 5-1 ở đây rồi. Bài của BB là có hiệu to về, có gỗ gần, đồ ăn chưa đủ và thế bài thì cũng không đẹp. Vâng. Anh em, vâng, xin phép anh em mọi người nghe tiếng game trong 1-2 phút nha anh em. 1-2 phút tôi sẽ quay trở lại ngay. Alamaz, 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 Alamaz,
Omis, Hilari, Rogan, Omis. Somus, 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 Yuri, 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 Omis, Oklahoma, Donnie, Omis, Hilari, Hilari, Donnie, Oklahoma, Alamo, Zoconta, Donnie, Donnie, Somus, Rogan, Rogan, Somus, Somus, Omis, Omis. Rick Lamo Conta Alama Somus Somus Alama Somus Alamus Oklahoma Oconta Alama Somus Alama Somus. Và chúng ta đã quay trở lại với bộ bài này. Thì một bài đấu mà BB đánh theo kiểu đi dâng A. Đi dâng A mà lực của BB trong trận đấu này là tương đối khỏe. Ôi dồi ôi, vừa vào thế anh em khán giả, BB lấy vợ chưa bình luận viên. Bạn mà hỏi câu nữa chắc nó phải để đến thứ tư thì mất. BB lấy vợ chưa? BB nó lấy vợ chục năm rồi bạn ơi. Nó phải lấy vợ từ 2016 hay sao ấy. Không, tôi nghĩ phải hơn. Con BB bây giờ khả năng phải cấp 2 rồi mất. Đúng rồi, thằng lớn là BB khả năng bây giờ phải cấp 2 rồi. Tôi nhớ đợt tôi đi đám cưới nó, đi đám cưới nó 20 mấy nhỉ, 24 hay 15 gì đấy. Vâng, một đôi voi ở đây dành cho Bi, lực ăn hoang là rất khỏe. Ôi vãi cả trưởng đấy, ông Bi đang đánh này vào đây chát thôi. Vâng, ông Bi đang vào đây chát thì khả năng là Yugi đi rồi. Khả năng là giống Yugi đi rồi lắm. Đang đánh từ nguyên ông Bi vào khung live stream chúng ta chát thế này. Lớp 1 à? Anh tưởng là cấp 2 rồi. 2015 là 9 năm rồi, là phải là cấp 2 rồi chứ. Vâng, Yugi dường như cũng là người đi dâng và ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Bài Yugi cũng không yếu. Nhưng mà thật sự thì có lẽ là khê cho Yugi quá. BB tầm này đang là quá khỏe. Một sức mạnh là hủy diệt và ôm tất cả bỏ chạy. Vâng, 2015 thì tính bây giờ là 9 năm rồi. 9 năm mà có bầu trước là phải là 10 tuổi rồi. Vâng, 9 tuổi là lớp mấy? 9 tuổi lớp mấy nhở? 6 tuổi lớp 1. 9 tuổi là phải lớp 5 rồi chứ. Sao lại lớp 1? Đứa lớn nhà Bi làm gì lớp 1 được? Sáu tuổi học lớp 1 được gì? 9 tuổi lớp 3 à? 6 tuổi lớp 1 đúng không anh em? Ngày xưa 4 tuổi tôi đi học lớp 1 rồi. Và 49. Và không, Yugi cũng đi dâng ở giữa bản đồ. Nhưng BB đang là người quản bản đồ tốt hơn. Thằng Đạt nó lại bảo là 9 tuổi mới là lớp 3. Mày mới là thằng không đi học ấy. Tôi chưa hiểu thằng Đạt nó tính cái kiểu gì đó, 9 tuổi học lớp 3 được nhở? Đi không nhở? 9 tuổi vào lớp 4 chứ. 10 tuổi học lớp 5. Đúng không? 11 tuổi lớp 6. Tôi đang nhẩm lại. Thằng Đạt nó bảo tôi không được đi học. Tôi không được đi học. Nên tôi mới tính là 9 tuổi học lớp 4. Còn nó tính thì nó tính là 9 tuổi học lớp 3. Đúng một năm à? Đấy. Thằng Đạt 09 nó đang bảo tôi là ông Tân ông không được đi học cả. 9 tuổi học lớp 3 chứ ai bảo ông là 9 tuổi học lớp 4. Tôi đang cãi là 9 tuổi học lớp 4, anh em lại bảo là 9 tuổi học lớp 5. Đùa, sao cái đoạn này nó dối thế nhỉ? Sao cái đoạn này nó cứ dối? Vâng, Bi đang quản bản đồ tốt quá và nó có cơ sở. Còn Yugi thì không, 54 Yugi đang bị quản quá nhiều. À, 9 tuổi học lớp 9 à? Anh em nhiều người biết tính đấy.
Thế trận quả mà đồ thế này tôi nghĩ là hơi xương BB nó khỏe quá, rằng chặt gỗ 2 thăm bỏ nhà thăm 54. Không biết thằng Yugi bao nhiêu, tôi dự kiến thằng Yugi khoảng tầm 40, 4 mấy thôi. Năm 59 và đi quả màn đồ thôi. Vâng, về đây đập BC và lên cái nhà chính ở đây. Và quân đi quảng kê lại khu vực này, Yugi nở dân ra nhưng không quản được hết dân. Đấy, mỗi cái việc mà 9 tuổi học lớp 3 hay lớp 4 mà anh em cũng cãi nhau. Anh em quay ra vâng cãi nhau ôm tỏi trên khung chat. Xong rồi chửi nhau một lúc không được thì quay ra lại chửi tôi. Anh em cứ phải để tôi dùng thủ đoạn thì anh em mới chịu comment. Tôi phải dùng những cái skin riêng của một bình luận viên thì anh em mới chịu comment hay sao? Mỗi cái việc là 9 tuổi học lớp 3 hay 9 tuổi học lớp 4 mà cũng cãi nhau được. Chịu các bạn đấy. Xong lại có ông này vâng đang ngồi cãi nhau thì nó đúp thì nó học lớp 3. Khê, bây giờ đúp hơi khó, bây giờ đi học đúp hơi khó. Sáu mươi vẫn là thằng này quá to dính BB. Vâng, nhà chính tóe loè rồi, gỗ đang quá nhiều. Quản màn đồ tốt, bắt đường đi quân là hay. Vâng, từ nãy giờ lại không quản dân Yugi đấy. Giống việc là Yugi đang nhét hết dân trong góc 3 giờ rồi. À, trong góc 9 giờ rồi. Nhiều gỗ quá, cứ đập nhà chính tóe loe ra. Yugi thì đang hit and run. Nhưng mà Tham BB nó vẫn đang nở rất đều năm nhà BA. Nó vẫn đang nở quá đều và thao tác là quá nhanh. Vừa nó chỉ là một cái câu chuyện là có một ông khán giả comment vâng Yugi gõ một rồi và tỷ số là 4-1 khê cho anh già Yugi quá, thằng BB nó khỏe quá. Vừa có một chỉ có một vị khán giả nói một câu thôi, bình luận viên ơi BB sắp có vợ chưa. Vâng, đấy một vài cái skin nhẹ nhẹ của bình luận viên top 1 Tuân Tiền Hải nói thôi là câu được thêm mấy trăm comment, anh em khán giả chửi nhau lên. Vâng, đây nên hỏi nói con vâng khán giả bảo là BB nó vào là BB nó nói là con tem mới học lớp 1. Mà tôi bảo không thể lớp 1 được, ông mày cưới 2015 bây giờ đã là 9 năm rồi. Là tính mày có bầu trước là đã là 10 tuổi rồi, 10 năm rồi. Thì có chậm hơn một tí hoặc bầu muộn hơn một tí thì khả năng bây giờ là 9 tuổi rồi. Chỉ xoay xoay một lúc thôi là anh em chúng ta lại có câu chuyện nói với nhau. Một trong những kỹ năng thượng thừa của bình luận viên Tân Tiền Hải xin gửi tới các bạn. Anh em thấy hay không ạ? Quá hay. Cái thằng Đạt 09 nó dám quay sang nó chửi tôi. Rồi 4-1 khê cho anh già quá. À 2017 mới lấy à? À thế là tưởng 2015. 2017 bây giờ là mấy năm nhỉ? 2017 bây giờ là 24 là 7 năm. 7 năm là tính 8 tuổi. Nếu 2017 là tính bây giờ là 2024 là 7 năm thôi, cứ tính là cháu 8 tuổi. Cháu 8 tuổi cho học lớp 3. Ok. Đấy thì đấy, thằng Bi nó lại lên đâu đấy. Thằng Bi nó bảo là cưới 2017 anh em ạ, không phải là 2015. 2017 cũng phải 2015 anh em ạ. Tôi nhớ đợt đấy đi đám cưới thằng BB như là ở trung tâm thương mại Hàng Gia hay sao ấy. Hồi đấy mừng 5 lít. Mừng 5 lít thời đấy nó to chứ. Đấy, ông nào vừa hỏi nó là Tuân ơi Bi lấy vợ chưa thì bạn nói câu nữa chắc con nó đẻ rồi. Con nó to đùng ngã ngửa rồi. Vãi cả trường, bạn Linh Lê này còn đẻ trước khi cưới à? Không, cưới rồi mới đẻ chứ. Nhưng mà có bầu, bây giờ có bầu là thành công rồi. Không có bầu bây giờ có khi nào là hai bên còn không cho cưới.
Đấy, vẫn có ông vào cãi là 9 tuổi năm nay học lớp 4, chắc ông đấy phải nhầm một lúc rồi. Vâng, các bạn có tên Facebook là Lê Xuân Hạnh. Từ nãy giờ anh em khán giả chửi nhau không thấy bạn đâu. Bây giờ mới thấy là người ta cãi đã chuẩn bị xong cái đoạn đấy rồi. Thì bạn lại vào bạn comment là 9 tuổi học lớp 4 nhé. Chính xác, chắc là bạn ngồi bạn tính từ nãy đến giờ đấy. Bạn Lê Xuân Hạnh, bạn tính hơi chậm đấy nhá. Tôi hơi phê bình bạn Lê Xuân Hạnh đấy. Bạn tính chậm quá. Lúc này thì người ta đã sang câu chuyện mới rồi. Tại sao lấy 7 năm con này 8 tuổi, tôi nhầm nhanh ra vậy. Được thì được mà chả được thì thôi. Ok, Diệu Lương Học. Một bãi quả 6, một bầy hiếu 4 dành cho Bi. Tiếp tốn nhiều thao tác quá, chóng mặt quá anh em ạ. Bình luận viên Tuân da nâu hay Tuân da đen? Không, bình luận viên là người Việt Nam da nâu mặt, người Việt Nam da nâu, da đen mặt nâu. Đấy, bình luận viên tên là gì thì bình luận viên da đen mặt nâu. Anh em chắc nghe bài đấy rồi đúng không ạ? Thì anh em hỏi bình luận viên là gì thì bình luận viên da nâu, da đen mắt nâu. Rồi hiếu 4 và một voi. Ấy da, ấy da, những tình huống câu voi, xong tình huống đổ đèo là chết có oẳng con dân này. Đổ đèo lại oẳng con dân luôn này. Có chóng mặt quá đấy, kiếp không gì chuột vừa vừa thôi. Khiếp, ông ấy ngoáy chuột chóng hết cả mặt. Ok rồi đấy. Rồi, bài khỏe mắc bình luôn. Khỏe mắc bình. Ôi lắm quả thế. Vâng, Yugi ở dưới 6 giờ rồi kìa. Chấm màu cam kìa. Lắm đồ ăn quá. Rất nhiều chấm màu cam ở dưới 6 giờ. Nhưng mà không biết là có phải nhà Yugi 6 giờ hay không. Vâng, anh khán giả nói là ngày trước Bi đi mẹc, đi đánh đế chế. Còn bây giờ Bi đi gì? Bây giờ nó đi bộ. Bây giờ nó đi bộ anh em ạ. Bình luận viên khi nào đến ông ngoại? Bây giờ con đứa lớn nhà tôi thì bây giờ là 4 tuổi. Gần 4 tuổi, tháng 8 này là 4 tuổi. Dự kiến khoảng tầm 25 tuổi là cho lấy chồng. Mà bây giờ thì tôi đang là 30 mấy? 35, 30, gần 35, 36 rồi. Tức là 25 năm nữa là 60. 60 tuổi. 60 tuổi là đi khoát, gọi là đi phát biểu quan viên hai họ được rồi. Sau này mà đi phát biểu quan viên hai họ bảo bằng một chất giọng nồng nàn, du dương và tình ái, bình luận viên Tuân Tiền Hải sẽ gửi các bạn, sẽ đưa các bạn trở về một bầu trời kỷ niệm dễ nhớ và khó quên. Úi trời ơi, mẹ nói có khác gì em xin đám cưới đâu. Tôi đang nghĩ đến viễn cảnh sau này mình đi làm gọi là trưởng đoàn nhà trai hay là trưởng đoàn nhà gái. Đi bảo sau đây thì tôi xin đại diện cho gia đình họ nhà gái có nên đôi lời lên phát biểu. Trước khi phát biểu tôi yêu cầu hội hôn chúng ta có một tràng pháo tay thật lớn. Và bằng một chất giọng nồng nàn, du dương và tình ái, bình luận viên Tuân Tiền Hải sẽ đưa quý vị vào về một bầu trời kỷ niệm dễ nhớ và khó quên. Úi giời, quá hay. Vậy vậy vậy. Tính ra là lấy vợ sớm như Bi nó lại là hay đấy anh em ạ. Lấy vợ sớm như Bi, bây giờ con Bi nó là 7-8 tuổi rồi. Nó là đứa đầu, nó là con trai. Thì cứ tính nó là 27-28 tuổi đi, hoặc là 30 đi.
thì tức là chỉ vào khoảng tầm 20 năm nữa thôi là Bi nó có thể vâng đi nói chuyện người lớn rồi. 20 năm nữa mà ông Bi bây giờ là 30 tuổi, 20 năm nữa là 50, so với mình 60 nó khác bọt thật. Vâng, cơ cấu ấy từ Bi. Map này nghe chừng là hơi khê đấy, bài ông Bi khỏe lắm. Khỏe và đang cơ cấu tốt, trong khi Yugi như nào, 5 ma đấy từ Bi. Năm ma đến từ Bi. Bài này khả năng sẽ dứt điểm nhanh. 4-1 thì việc Yugi đi bật thì gần như là không thể. Lên muộn hơn. Lên muộn hơn. Vâng, cơ cấu cản mặt, cản nửa bản đồ luôn. Cản mặt, cản nửa bản đồ. Đi công trước là Yugi gần như sẽ không đi công mình được rồi. Bắn thẳng vào bãi gỗ của Yugi luôn. Sao nó giật thế nhỉ? Máy nó khựng khựng giật thế. Đây là Yugi. Yugi đang kéo về. Yugi cũng không công được. Khê cho Yugi quá. Quá khê Yugi. Vâng, kèo đấu chúng ta thì để delay là khoảng tầm 16-17 phút. Nhưng Yugi gõ 1 rồi và BB là người giành chiến thắng rồi nha anh em. Nếu không để delay thì không tránh khỏi những tình huống đá map, nên chúng tôi quyết định để delay. Anh em xem chậm hơn so với thực tế chỉ khoảng tầm 10 phút thôi. 10 phút thôi. Nhưng thay vào đó thì các game thủ sẽ thi đấu nó thoải mái hơn. Vâng, BB đã là người giành chiến thắng trong lượt đấu đầu tiên với Yugi với cùng một tỷ số giống như tiểu thủy ngư thắng gió. Nghỉ thôi. Anh Hải ơi, thần kinh mất. Rồi bây giờ thì anh em có thể chuyển sang ngồi im đây để tôi cho mọi người xem kênh khác, kênh của...